Xin chào bạn, tôi là Hồng Quang, đến từ phòng kỹ thuật của Rapido. Trong video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt và sử dụng máy xay thịt đa năng Rapido RMC300. Sản phẩm bao gồm thân máy, đế cao su chống trơn trượt, cối xay, dao xay và nắp đậy. Việc sử dụng máy xay thịt khá đơn giản và dễ dàng. Đầu tiên, đặt phần chân đế bằng silicone xuống mặt phẳng. Phần chân đế giúp chống trơn trượt, sau đó đặt cối thủy tinh lên. Tiếp theo, bỏ phần bảo vệ lưỡi dao và đặt phần lưỡi dao vào đúng khớp ở chính giữa. Cho nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn. Đối với một số loại thịt như bò, lợn nên cắt thành miếng với khoảng 3-4cm. Với dung tích 2 lít, chúng ta có thể xay đến hơn 1 cân thịt. Máy xay thịt Rapido có 2 mức động cơ, mức 1 khoảng 250W và mức 2 khoảng 300W, đều có thể xay nhuyễn thực phẩm. Tùy từng loại thực phẩm và nhu cầu, bạn có thể linh hoạt sử dụng. Lưu ý khi sử dụng, nhấn liên tục động cơ trong khoảng thời gian ngắn, từ 2-3 giây rồi dừng lại, lặp lại đến khi đặt thành phẩm ưng ý, không ấn giữ 30 giây liên tục. Sau khi sử dụng, rút nguồn điện, sử dụng phần tay cầm tiện lợi nhất phần thân động cơ. Khi lấy thực phẩm, luôn sử dụng thìa, không nên dùng tay. Chúng ta có thể thấy thành phẩm thịt xay thu được rất nhuyễn và rất mịn. Với thân máy, chúng ta có thể dễ dàng vệ sinh bằng vải mềm, không được phép sử dụng nước để vệ sinh máy. Với phần cối và các phần phụ kiện còn lại, chúng ta vệ sinh bằng các loại nước tẩy rửa thông thường. Chúng ta có thể đọc thêm hướng dẫn chi tiết trong hướng dẫn sử dụng của máy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.